Chúc. Đậu hả? Đẹp quá. Đâu có nhà cho em đứng nhà. Thank you.
mà đi coi đất rồi, tôi không có lấy hộ nữa. Em hồi đó rồi, thôi, chị không có lấy hộ. Cho gì đi coi. Để không? Chào cô Duyên, có cô Duyên lại qua cái tiệm bên mời đâu là mua rồi.
dưới luôn đấy.